Chào các bạn trở lại. Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Hải Toàn xin chia sẻ các bài cúng cuối năm, gồm cúng ông bà, cúng thần tài thổ địa, cúng đêm 30 và ông công ông táo. Hướng dẫn cách cúng chân thiện, cúng ít được nhiều, và sau đây là bài cúng ông táo. Dù nhà bạn có bàn thờ ông táo hay không, thì ông công ông táo là những vị thần cai quản thiện phước của mỗi gia đạo. Mọi tội nghiệp phước thiện của cả gia đạo đều được ghi nhận. Hải Toàn sẽ hướng dẫn các đề mục này, các vị nên lưu tâm đoạn văn khấn nếu mong muốn thêm phước lành cho năm sau. Dịp này là để ta soi xét lại bản thân, cúng trả lễ, cúng biết ơn để nương vào các vị thần bề trên xin gia hộ cho năm sau. Chư vị nếu sống thiện lương, đã là giúp người, từng giúp nhiều người, những mong cầu trong tương lai sẽ được ứng nghiệm. Tất cả những gì có được trong cuộc đời này đa phần từ vay mượn. Một hơi hít vào là đã vay cái không khí của cõi ta bà này rồi. Tuy nhiên, khi vay mượn phước lành cũng cần xem lại bản thân, xem mình có đáng để người khác ban phước hay không. Sau khi nhận được điều lành, có biết ơn, có trả lễ cho người ban phước hay không? Có hai việc các vị nên lưu ý. Thứ nhất là xính lễ như thế nào, tùy vào lòng, tùy vào văn hóa của mỗi vùng miền. Dù xính lễ trang trọng ra sao cũng không quan trọng bằng tâm thành. Người có tâm thành, xính lễ đầy đủ, đó chính là cúng ít được nhiều. Việc thứ hai là đốt giấy tiền. Một vị tổ chỉ dạy, nếu ngăn chặn người khác đốt giấy tiền, chẳng khác nào ngăn được tài lộc đến với cõi khác. Trong lục đạo chúng sanh vẫn có cõi xài tiền. Ngài không khuyến khích cũng không phản bác việc này. Vậy giải pháp cho việc đốt giấy tiền sẽ ra sao? Hải Toàn xin thưa, việc cúng là cung cấp dưỡng nuôi cho cõi âm, cho chính bản thân ta. Nhưng trước tiên cần quân bình phần dương, dung hòa những người sống bên cạnh. Việc đốt giấy tiền này nên vừa phải, được sự đồng thuận của những người sống trong gia đạo và lưu tâm đến có ảnh hưởng hàng xóm hay không. Quân bình được như thế, có cúng ít xính lễ, đốt giấy tiền ra sao cũng không ảnh hưởng đến ai khác. Dù có ai nói ra nói vào việc bạn đang làm, họ chỉ nói theo quan điểm riêng, không thêm hay bớt phước của chính bạn đã tạo. Tục lệ đưa ông táo về trời vào ngày 23 tháng 12, tức là tháng chạp. Sau một năm tại dương gian, ông táo về thiên đình trình báo sự việc của một gia đạo lên Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng phán quyết tội hay phúc cho gia đạo đó vào năm sau. Ông công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, còn ông táo là vị trông coi bếp ăn. Vì vậy, trong quan niệm người Việt chúng ta, ông công và ba vị thần táo hay là thần bếp là những vị thần ghi nhận, định đoạt họa phúc cho mỗi gia đình. Phước họa này nhân lành quả thiện ra sao từ tạo tác nghiệp báo của những người sống trong nhà. Cá chép là những phương tiện đưa táo quân về trời. Vào ngày này các gia đình đều cúng cá chép, có thể mua cá chép giấy. Tuy nhiên nhiều gia đình thường mua 3 con cá chép thả vào chậu nước đặt cạnh mâm cúng. Sau khi làm lễ xong đem ra sông để thả. Ngụ ý cá chép sẽ phá rồng, vượt vũ môn và làm phương tiện cho táo quân cưỡi về trình báo sự việc. Quan niệm về cá vượt vũ môn hay cá chép phá rồng còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng cho sự đẹp đẽ vượt khó, biểu tượng cho lòng kiên trì để đi tới thành công, đại biểu cho nhân cách thiện lành hướng đến một kết quả tốt đẹp. Còn về quan niệm cò bay ngựa chạy là hình giấy của con cò và con ngựa, người miền Bắc sử dụng khung tre thay vì giấy. Giấy tiền cò bay ngựa chạy dùng để đốt sau khi lễ xong, với mong muốn ông táo về trời nhanh hơn. Còn đây là bộ giấy cúng. Về xính lễ, Khải Toàn khuyên chư vị nên cúng chay hoặc một ít thịt heo quay lợn. Cá chép nướng có thể thay bằng xôi hình con cá. Khải Toàn xin nhắc lại, xính lễ thế nào tùy vào vùng miền. Đây chỉ là hình thức, tâm thành tâm thiện là báo vật khi cúng kiến. Mời các vị tham khảo xính lễ Khải Toàn khuyến nghị. Về giờ cúng, thông thường trước 12 giờ ngày 23 tháng chạp, tuy nhiên nên cúng vào sáng sớm càng tốt. Đây là văn khấn ông táo. Mời các bạn tham khảo thêm chi tiết trên website. Những lưu ý khi cúng ông công ông táo. Ngày 23 đưa thần táo rất quan trọng để đổi thời vận.
chúng ta cúng vái kính trọng như thế nào. Buổi trưa và chiều ta cúng mâm cơm, hoa quả, trái cây, bánh mứt, tiền mã, hoặc xính lễ nào tùy tâm thành chư vị. Nên thắp 9 cây nhang, cầm hình ông táo có cò bay vượt chạy, đọc tờ giấy 23 ngày 23 đưa ông táo về trời. Cảm ơn thần táo đã hò hộ độ cho mình năm nay được những gì, và xin năm mới ta cần những gì. Tất cả những người trong gia đình ai cầu xin đều được. Khấn xong đốt hình thần táo cùng với giấy tiền vàng bạc để đưa thần táo đi. Vào sáng ngày 30 Tết, ta đọc tờ giấy của ngày 30 để rước thần táo về. Khấn xong đốt hình thần táo, ba đinh vàng bạc để lại dưới bát nhang. Ngụ ý là giàu sang phú quý. Ngày cúng Tết, lấy giấy vàng bạc ra cắt hình và viết chữ tùy ý mình. Ví dụ như thần táo, no cơm, áo ấm, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Sau đó dán vào trong một trong những hũ gạo, muối, đường hoặc bột ngọt. Về bài khấn, các bạn có thể tham khảo vào hình này hoặc vào website của Khải Toàn để tra chi tiết. Lời kết về việc cúng ông Công ông Táo. Nhà có được ăn vui chan hòa thì bếp luôn phải nổi lửa. Gian bếp sạch sẽ ấm cúng, gia đình ăn trong tiếng cười, đó chính là gia đình đang có phúc khí. Khải Toàn chưa thường thấy gia đạo nào bếp ít nổi lửa mà gia đình lại hạnh phúc. Nếu có chỉ là tạm thời vì họ quá mải mê công việc. Nhà mà không có bếp, có bếp mà không nấu, khó lòng có được sự êm ấm lâu dài. Vì bếp đại diện cho sinh khí cho một ngôi nhà, mà bếp còn là nơi chủ quản dạ dày của cả gia đạo của chúng ta. Người nấu bếp có thể thúc đẩy đào hoa từ nội. Bếp là một trong ba đề mục quan trọng trong phong thủy nhà. Để ông Táo thấy ơn trên gia hộ, trong đời sống hàng ngày chư vị nên mở rộng tâm lượng càng lớn, phước báo càng lớn. Tâm lượng lớn thì mở lòng giúp người, luôn tìm được sự an vui, thì ơn trên sẽ gia hộ mọi ước nguyện của chúng ta. Mời các bạn xem thêm bài hoặc các video cúng thần tài thổ địa, cúng ông bà và cúng đêm 30. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc. Thiền là gì? Thiền là tìm ra chân tâm, lìa đi vọng tâm. Không thể thông qua vài buổi mà đã đạt được thiền định. Càng không phải thông qua một vài buổi là có thể đạt được sự tĩnh tâm. Thiền là bất khả tư nghị, không thể diễn đạt bằng lời, ví như uống nước nóng lạnh, tự mỗi người biết. Phương pháp Khải Toàn chia sẻ rất đơn giản. Mặc quần áo thoải mái, ngồi xếp bằng, bạn có thể chân phải để lên chân trái, hai tay bắt bảo nguyệt ấn, tay phải nên để lên tay trái, ngụ ý chân phải và tay phải để lên là nên làm điều phải, lưng nên thẳng vừa phải, không gian không mùi, không nên có quá nhiều tiếng ồn, có thể mở nhạc thiền, mắt nhắm lại, từ từ theo dõi hơi thở, biết mình thở ra. Thở ra biết mình thở ra, thở vào biết mình thở vào, chỉ cần như thế. Cái khó nhất những người mới tập hành thiền trong một vài tháng đầu rất nhiều vọng niệm. Đa phần là điều phóng tâm, tâm luôn đi chơi ở nơi khác. Nên nếu bạn phóng tâm thì bạn hãy tập phương pháp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Tâm của bạn trụ vào nhịp đếm. Nếu bạn là Phật tử, bạn có thể hít vào A-di, thở ra Đà Phật trong suốt buổi thiền. Nếu bạn theo đạo Công giáo, hít vào A, thở ra Men. Phương pháp Khải Toàn chia sẻ là buông xả chấp ngã, lìa đi cái tôi. Ngồi thiền, phương pháp Khải Toàn chia sẻ là phương pháp ngồi thiền đơn giản, giúp bạn có cái tâm an tĩnh. Con người chỉ có hai phần khí và huyết. Bạn điều hòa được khí thì huyết sẽ lưu thông. Tâm phải bình, thân phải động. Tâm bạn nên an bình, an tĩnh. Thân của bạn nên hoạt động để cơ thể khỏe mạnh. Và cuối cùng, sau nhiều tháng ngồi thiền,
Khi đạt đến một cảnh giới nhất định, tâm của bạn sẽ tỉnh, nhìn mọi người đều là Phật Bồ Tát, đâu đâu cũng là người tốt. Vì khi ấy, chính trong tâm bạn đã có Phật. Mỗi ngày không phải ngồi thiền nửa tiếng, một tiếng là đạt hiệu quả. Nếu bạn ngồi chỉ cần 10 phút, mà có vài phút, một phút, vài chục giây được hoàn toàn thanh tịnh, đó là cảnh giới của thiền. Vì vậy, thiền định là một phương pháp, là một phương tiện giúp bạn tìm lại bên trong của mình, tìm lại chân tâm của mình. Chân là thật. Tìm chân tâm, lìa đi vọng tâm.